Bây giờ sự đã nhạt nhùng, dấm thanh đổ biển mấy thùng cho chua. Hai. Ủa là sao ta? Sony ZV1, Sony ZV1 là con máy compact mà theo mình bất cứ ai cũng nên có một cái máy này. Nhất là những người mà cần có video chất lượng cao đăng lên mạng xã hội mà muốn xóa phông, mà muốn sử dụng đơn giản. Sử dụng đơn giản mà có thể xóa phông lấy nét nhăn. Xóa phông, sử dụng đơn giản, hai cái này thường nó không đi chung với nhau. Ai cũng có thể dùng được mà không cần phải có kiến thức về nhiếp ảnh hay là quay phim gì hết. Xóa phông lấy nét tuyệt vời luôn. Để mình giải thích rõ hơn nha. Màu da được cải thiện, con ZV1 này đã cải thiện màu da rất là nhiều. Trước đây thì anh em hay nói là Sony bị màu da ám vàng ám xanh nhiều đó, thì ok anh em xem cái màu da này là màu da tự động hoàn toàn nhé, không có chỉnh cân chỉnh lại gì hết. Mình để footage raw để anh em có thể xem được màu da luôn. Thực sự là ok. Mình đã từng test thử ở trong những cái môi trường ví dụ như là ngoài trời, chơi buổi chiều. Bây giờ là 6 giờ chiều rồi. Trong studio, đèn studio 6 giờ 10 phút rồi. Và mình đang ở trong quán cà phê, cái môi trường nó tối om à. Đấy, anh em thấy không? Sướng không? Quay thiếu sáng quá phê phải không? Thì anh em thấy màu da đó, hoàn toàn là tự động hết. Và một cái rất hay đó là con ZV1 này nó tích hợp cái đo sáng ưu tiên khuôn mặt. Có nghĩa là khi mà chúng ta quay mà có khuôn mặt thì có những cái yếu tố mà sáng ở xung quanh nó đi vào trong khung hình á, thì nó vẫn ưu tiên khuôn mặt luôn, chứ nó không có bị tối sầm giống như là những cái dòng như RX100 hay là các, nói chung là các dòng Sony trước thì đều không có cái chế độ này. Màu da đẹp nhá, đo sáng ưu tiên khuôn mặt, mà nó còn có cái chế độ là chụp ảnh 360. Anh em nào mà dùng camera 360 hay là những cái app mà chụp ảnh đẹp mịn da trên điện thoại á, thì con Sony này nó có luôn cái chức năng soft-kin ở mức low, làm mịn da, làm mịn da ở mức trung bình, làm mịn da ở mức cao. Da mà rỗ quá, nám quá thì phải xóa phông. Xóa phông là xóa mờ nền á. Ở bất cứ đâu chúng ta cũng có thể làm chủ thể nổi bật lên chỉ với một nút bấm xóa phông. Điều mình cực thích của con máy ZV1 này đó là khẩu độ nó lên tới 1.8 f/1.8, và nó có tích hợp ND filter để mà chúng ta có thể quay ngoài nắng luôn. Và thực tế thì bạn không cần hiểu gì về cái này hết, con máy này nó tích hợp nhưng mà chúng ta chỉ cần sử dụng auto thôi. Và nếu mà muốn xóa phông thì đấy, xóa phông hay là tắt xóa phông hay là xóa phông, chỉ cần bấm một nút rồi, không cần phải hiểu gì về những cái thông số chụp ảnh quay phim. Ôi, dùng con ZV1 này cực phê luôn. Mình đảm bảo với anh em là không có bất cứ cái điện thoại thông minh nào, không có cái smartphone nào có thông minh tới cỡ nào đi nữa thì nó cũng không thể nào xóa phông bằng con ZV1 này được. Bởi vì cái sensor của điện thoại rất là nhỏ, cộng với lại khẩu độ con ZV1 này là f/1.8 f/1.8. Xóa phông theo nguyên tắc của nguyên tắc vật lý thực tế rồi, chứ nó không cần thuật toán gì hết, cho nên nó xóa phông cực đẹp và cực xịn luôn. Mà như vậy thì lúc nào cũng xóa phông cần gì phải nút bấm để chuyển giữa xóa phông hay không xóa phông, đúng không? Không, có rất nhiều trường hợp mà chúng ta cần nét đều. Ví dụ như là bây giờ mình muốn nói chuyện với lại Linda đây, Linda em ơi đó, mà mặt vẫn cứ mờ như thế này thì làm sao nói chuyện được, đúng không? Cho nên chúng ta sẽ phải bật qua nét đều rồi. Bây giờ thấy chưa, nét đều, ai cũng xinh trai đẹp gái hết. Thực tế rằng cái việc chuyển nét này nó cực kỳ cần thiết luôn. Những bạn nào mà đang quay phim bằng điện thoại quen rồi á, chuyển qua máy ảnh xong rồi mình sử dụng, mình không quen được điều chỉnh tốc độ, khẩu độ các thứ để làm sao để mà nó nét đều dải á, nó sẽ rất là phức tạp. Ví dụ mình có một ông bạn là ông Săn Bắt Hái Lượm, ông bạn này bây giờ cũng đã 2 triệu mấy subscribe rồi.
ông quay bằng điện thoại quen rồi, xong rồi chuyển qua bên máy ảnh đó, nó xóa phông, ông không biết làm cách nào để mà chuyển hết. Tất nhiên là nếu mà bạn biết về lý thuyết như bản thì có thể là khép khẩu các thứ để cho nó nét đều, nhưng mà nó phức tạp. Và nếu mà đối với những người mà quay đời sống các thứ thì họ không am hiểu nhiều về về nhiếp ảnh thì sao. Cho nên là Sony Z1 ra đời để mà phục vụ cho những ai mà thực sự cần sự đơn giản, không muốn học nhiều á, trong cuộc sống nó quá phức tạp rồi, bây giờ mình muốn sự đơn giản thì Z1 quay phim thực sự rất đơn giản. Xóa phông, tắt xóa phông, xóa phông, nét đều, xóa phông, nét đều, xóa phông. Wow, xịn không? Quá nhanh, quá nhanh, quá nguy hiểm. Lấy nét cực nhanh, lấy nét, thấy không? Luôn luôn bám nét theo khuôn mặt, cực kỳ nhanh luôn. Wow, sướng không? Không phải lo gì hết. Nói chung là dùng máy Sony ZV-1 này thì không phải lo về lấy nét, nó tự lấy nét rồi, không phải quan tâm. Nên là thực ra cái màn hình này cũng không cần phải nhìn vô luôn, nên là vì nó tự động nét rồi, cần gì nhìn vô màn hình nữa. Mà cái tốc độ lấy nét này mình chỉnh được nha, chỉnh nhanh chậm vừa là đều được. Cho nên là anh em nào thích cinematic kiểu lấy nét chuyển chậm thì vẫn chỉnh được, chứ không phải là lúc nào nó cũng nhanh. Good. Anh em nghe thấy có rõ không, có bị tiếng gió hay không? Nếu mà bị tiếng gió thì đã có một cái thiết bị đi kèm trong hộp khắc phục, đó là bé. đây chính là cái để mà rồi có con bị tiếng gió không anh em? Ở ngoài đường mà tiếng như vậy là quá ổn đúng không? Không bị gió, không bị nhiễu. Xịn phết, audio ổn phết. Con Sony ZV-1 này nó tích hợp một cái chức năng đặc biệt dành riêng cho anh em nào mà làm review mỹ phẩm, review game các thứ, nói chung là review cái gì đó, một cái vật phẩm gì đó trước camera thì nó sẽ ưu tiên những cái vật phẩm để gần. Tại vì thông thường review thì người ta sẽ thường ngồi như vậy đúng không, xong người ta sẽ đưa cái vật phẩm nó lên và người ta nói về cái vật phẩm đó, chứ không ai đưa ra xa hết. Cho nên là Sony rất thông minh trong việc là lấy nét những cái vật phẩm ở gần hơn. Mọi người sẽ thấy nha, ở đây bây giờ mình có hai cái đối tượng ở trong khung hình đúng không, thì đây là một này, đây là một này, thì khi mà mình đưa gần tới Sony nó sẽ ưu tiên cái gì gần. Bây giờ mình đưa ra này, đưa cái mặt lại gần này, đấy, nó sẽ ưu tiên cái gì gần hơn. Cho nên cái chức năng mình thấy nó thông minh vãi chưởng, rất là trí tuệ trong việc nghĩ ra cái chức năng này á. Product showcase. Hết ý tưởng à, định là hôm nay vô quay cái gì đó, ý tưởng quay dọc, nhưng mà này đi học lớp TikTok của anh Duy Muối này. Facebook, TikTok, các mạng xã hội, video dọc sẽ rất là cần thiết, nhất là với những chị em mà bán hàng online hay là những người mà chơi TikTok thì mình đảm bảo là bắt buộc phải dùng video dọc. Và mình nghĩ là đúng là Sony sản xuất là con ZV-1 dành cho người dùng phổ thông nha, chứ người dùng chuyên nghiệp thì họ sẽ thường dùng video ngang. Người dùng phổ thông là những người mà thường sử dụng điện thoại để quay phim á, nhưng mà muốn cải thiện chất lượng thì có thể dùng con ZV-1 để quay phim. Với chế độ dọc thì video nó sẽ tự động dọc, sau đó chúng ta có thể bắn video qua điện thoại và biên tập theo kiểu dọc. Rất là đỡ mất công, rất là tiện. Ok, nhiêu đó đã đủ trở thành một con máy dành cho người dùng phổ thông đại chúng dễ dùng chưa? Trong cái clip này thì chắc là mình không có review sâu được. Bạn nào mà muốn xem chi tiết á thì thực sự nên xem cái review RX100 Mark 7 của mình, vì con này nó có cái lõi gần giống, chỉ khác là về tiêu cự của nó chỉ có 24-70 chứ không phải 24-200 giống như là con RX100 Mark 7. Và khi mà nó chống rung thì thực sự nó vẫn chống rung rất là tốt. Có điều khi chống rung thì nó sẽ hơi crop hình lại một chút xíu, nhưng mà thực sự nó vẫn đầy đủ những cái chức năng để các bạn có thể quay phim S-Log 2, S-Log 3, 4K 30 frame, 1080, 120 frame, chụp ảnh liên tục. Wow, thực sự là nó đầy đủ luôn. Nên anh em nghĩ gì về con máy này thì hãy bình luận phía bên dưới nhé. Đây thực sự là một con máy bỏ túi, đa dụng, dễ dùng nhất dành cho bất cứ ai mà muốn cải thiện về hình ảnh và âm thanh của video mà không cần phải học gì về kỹ thuật hết. Cực dễ dùng. Đây đang test khoảng cách lấy nét gần nhất không sử dụng zoom nhé.
nó khoảng tầm 4cm hay 5cm gì đó là nó lấy nét được rồi. Anh cười, sao anh cười, anh nói anh mà cười sao anh cười. Thì anh mắc cười quá.